Chào các bạn, rất vui được chào đón các bạn đến với kênh Bếp Việt. Đây là bánh trung thu nhân đậu xanh mình làm được 2 ngày tuổi. Cách làm nhân đậu xanh mình có chia sẻ trong video trước rồi. Mời cả nhà mình cùng vào kênh Bếp Việt để tham khảo cách làm chi tiết nhé. Đây là tất cả các nguyên liệu mình sử dụng để làm phần vỏ bánh. Phần chi tiết nguyên liệu mình có ghi ở phía bên trên màn hình và dưới video. Mời cả nhà mình cùng tham khảo nhé. 130g nước đường. Nước đường này mình nấu để được 1 năm. Các bạn có thể tham khảo cách nấu nước đường với trái thơm mình có chia sẻ ở kênh Bếp Việt. g dầu ăn, 10g bơ đậu phộng để giúp cho vỏ bánh nhanh mềm và thơm hơn. Quấy đều cho tất cả các nguyên liệu hòa tan lại với nhau. Quấy xong, mình cho vào 180g bột mì đa dụng. Về phần bột mì thì các bạn có thể sử dụng bột mì số 8 hoặc là số 11. Các bạn có thể kết hợp hai loại bột mì số 8 và số 11 cùng với nhau đều được. Trộn đều tất cả các nguyên liệu, các bạn trộn cho đến khi thấy không còn bột khô là được. Các bạn không nên trộn quá lâu, vì trộn lâu sẽ làm cho bột bị chai cứng, khi đóng bánh sẽ khó định hình và mất nét. Với công thức bột này mình làm được 6 chiếc bánh. Mình nhồi sơ bột lại một chút. Trộn xong mình để cho bột nghỉ với thời gian từ 20 đến 25 phút là được. Sau khi bột nghỉ đủ mình đi đóng bánh. Bột lúc này dẻo và ít dính hơn. Hôm nay mình làm bánh 150g. Tỷ lệ bánh mình sử dụng là 1:2. Các bạn sử dụng 100g nhân. Trước khi nướng bánh, các bạn làm nóng lò nướng ở nhiệt độ từ 175 đến 180 độ C với chế độ 2 lửa trên dưới trong khoảng thời gian là 10 phút. 50 đến 60g vỏ. Các bạn có thể điều chỉnh tỷ lệ vỏ và nhân tùy theo khẩu vị của gia đình nhà mình nhé. Vo tròn viên bột. Mình ấn cho bột dẹt ra. Phần bột ở giữa các bạn để dày hơn để chút nữa mình làm phần mặt bánh. Xung quanh thì mình dàn mỏng hơn một chút nhé. Đặt viên nhân vào giữa bột, dùng tay ép sát bột vào nhân, khép kín miệng bột lại. Vo bột lại cho tròn là được. Áo một lớp bột khô mỏng để chống dính cho khuôn. Áo thêm một lớp bột mỏng ở phía bên ngoài vỏ bánh, sau đó cho viên bột vào khuôn. Một tay giữ chặt khuôn, tay còn lại nhấn cây lò xo xuống, giữ nguyên khoảng 5 đến 10 giây. Sau đó nhấc khuôn lên. Như vậy là mình đã làm xong một chiếc bánh rồi đây các bạn. Làm tương tự đối với những chiếc bánh còn lại. Chuẩn bị khay để nướng bánh. Lót thêm một lớp giấy nến ở bên trên. Bây giờ mình cho bánh vào khay. Tạo hình bánh xong, mình đem bánh đi nướng. Mình để khay bánh vào rãnh giữa của lò nướng. Nướng bánh ở nhiệt độ 180 độ C với chế độ 2 lửa trên dưới trong khoảng thời gian là 20 phút cho bánh chín hoàn toàn. Vì bánh mình làm là nhân nhuyễn nên sẽ để nướng với nhiệt độ thấp hơn so với nhân thập cẩm từ 10 đến 15 độ C. Để nướng bánh với thời gian lâu hơn, nếu để nhiệt độ nướng cao quá bánh sẽ dễ bị bể nứt và phồng chân bánh. Thời gian nướng bánh cũng còn tùy thuộc vào kích thước của bánh. Nếu như các bạn làm bánh lớn thì thời gian nướng sẽ lâu hơn. Còn nếu làm bánh nhỏ thì thời gian nướng sẽ giảm đi nhé. Cũng tùy vào lò nướng mà các bạn đang sử dụng. Trong quá trình nướng nếu thấy nhiệt độ không đều thì các bạn thỉnh thoảng đảo bánh để giúp cho bánh chín vàng đều. Khi thấy bánh chuyển sang màu đục, vỏ bánh có màu vàng nâu là bánh đã chín rồi. Lấy bánh ra khỏi lò, xịt nước lên trên mặt bánh để cho bánh nguội. Bây giờ mình đi chuẩn bị hỗn hợp để quét mặt bánh. Mình sử dụng một lòng đỏ trứng gà. Dùng lòng đỏ trứng gà sẽ giúp mặt bánh có màu nâu vàng. 10ml dầu mè tạo hương thơm và giúp mặt bánh bóng đẹp hơn. Các bạn có thể sử dụng thêm dầu dừa hoặc nước hàng để giúp cho mặt bánh có được màu theo ý muốn. 10ml sữa tươi không đường. Mình sử dụng sữa tươi không đường, bánh sẽ có màu nâu và giúp điều chỉnh cho hỗn hợp lỏng hơn để dễ quét, ít làm dạn mặt bánh. Trộn đều tất cả các nguyên liệu này lại với nhau. Bánh cũng đã nguội, mình dùng chổi mềm nhúng nhẹ vào chén hỗn hợp trứng. Quét một lớp mỏng hỗn hợp trứng lên trên mặt bánh. Các bạn nên quét một lớp mỏng và đều lên trên mặt bánh, vì nếu quét dày khi nướng bánh xong sẽ làm mất nét hoa văn bánh.
Mình thích cả phần mặt và thành bánh vàng đều nên sẽ quét thành bánh này luôn nhé. Tỉa thành bánh các bạn quét theo chiều dọc từ trên xuống hoặc là từ dưới lên. Quét xong mình đem bánh đi nướng lần 2. Mình để nướng bánh ở nhiệt độ 180 độ C với chế độ hai lửa trên dưới trong khoảng thời gian là 10 phút. Khi thấy mặt bánh se lại và chuyển vàng thì lấy bánh ra. Để bánh nguội bớt, chuyển bánh qua rắc cho nguội hẳn. Bánh mới nướng xong có màu hơi vàng. Nếu thích ăn bánh giòn thì các bạn đem ra ăn được rồi. Đây là bánh 2 ngày tuổi của mình đây các bạn. Bánh đã có màu nâu vàng bóng đẹp hơn. Bánh để khoảng 2 đến 3 ngày là tươm dầu, bánh mềm hơn. Các hoa văn trên mặt bánh cũng sắc nét hơn. Phần nhân đậu xanh có vị thơm bùi. Nhân đậu xanh có màu vàng rất đẹp. Các bạn có thể mix thêm trứng muối vào phần nhân bánh hoặc thêm mè hay còn gọi là hạt vừng, hạt dưa tùy theo sở thích. Khi bánh nguội hoàn toàn, các bạn cho bánh vào khay, túi hoặc hộp có kèm túi chống ẩm, hàn kín lại, bảo quản bánh ở nơi khô ráo thoáng mát. Bánh tự làm không có chất bảo quản, các bạn nên ăn càng sớm càng tốt, ngon nhất là trong khoảng 3 đến 5 ngày đầu. Nếu muốn để bánh lâu hơn, các bạn để ngăn mát tủ lạnh, nhưng vị bánh sẽ kém ngon hơn. Cảm ơn các bạn đã xem hết video này của mình. Nếu thấy hay, các bạn hãy nhấn like, share và đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Xin chào, hẹn gặp lại các bạn trong các video mới sớm nhất.